Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Vâng, trước ống kính chúng ta là một cái khu vực bonsai sân thượng, một cái mô hình chơi rất là tiết kiệm diện tích, nhưng mà ngược lại những cái tác phẩm ở đây qua cái kiến thức và khéo léo của đôi bàn tay, anh tạo ra được rất nhiều những cây bonsai tầm nhỏ, dòng mini cũng rất đặc biệt. Bây giờ Đỗ Sinh cùng các bạn chúng ta sẽ khám phá một cái thú vui đam mê bonsai sân thượng tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tôi sẽ đưa tổng quan cái khu vườn để chúng ta được quan sát. Vâng, đây là chỉ là cái góc phía ngoài thôi nhé. Đẹp quá, trời rất là... Nhìn những cái nét làm bonsai của anh rất là sáng, thanh thoát. Và đó là bonsai phố. Và bonsai phố, địa chỉ số 18, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Đó là vườn của anh Ngô Quyết Thắng. Và số điện thoại của anh Thắng là 0911 63 86 86 để các bác tiện việc giao dịch. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta đã đi sâu vào phía trong. À, xin chào anh Thắng nhé. Dạ, vâng, anh đang trên tay có một cái tác phẩm ruối đúng không ạ? Xin chào anh em đam mê bonsai. Vâng, chào bác Đỗ Sinh. Đây, giới thiệu bác bạn, đây là cái khung viên chơi bonsai trên sân thượng, vườn bonsai phố. Xin chào các bạn. Đây là tác phẩm ruối mình tạo tác rất lâu năm rồi. Cái độ rằm, độ biển các thứ này, dàn đẹp quá. Đẹp. Rồi, dàn tuyệt vời rồi. Đấy, khuôn viên của mình thì chơi phù hợp những cây nhỏ. Các bạn chơi sân thượng ấy, tận dụng cái không gian sân thượng trong gia đình ấy, chơi những khoảng bonsai rất là đẹp. Đúng rồi. Không gian rất là mát, sinh hoạt chung cho gia đình, khách khứa tiếp trên này cũng rất là hay tiện. Quá nhỉ. Và bây giờ Đỗ Sinh sẽ cùng các bạn đi xin đi sâu vào phía trong một chút. Xin giới thiệu các bạn, đây là cái khu bàn để anh em ngồi uống trà. Cháu sẽ bỏ cái cốc. Thắng ơi, bỏ cái cốc ra Thắng ơi. Đấy, đấy là cái khu này là khu ngồi uống trà. Có một số cây bonsai mini để làm trà. Nó rất là nhỏ xinh xinh. Anh dùng cái từ bonsai phố này là đã gợi lên một cái, khi người ta đọc cái thương hiệu của anh, đó là bonsai chơi trong phố thì không có cây to được. Không cây to được. Vâng, đấy. Ví dụ như cháu có cái cây dưới này, rất là thích. Cái cây này nó rất là nhiều quả nhá. Đấy, cây dưới này một cây dưới quả. Đáng nó rất là phiêu. Được, đẹp quá. Tí nữa anh em mình làm cái chương trình để giao lưu nhé. Đây là có mang tính chất giới thiệu sơ bộ thôi. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với anh Thắng chúng ta đưa ống kính vào sâu phía trong. Vì khu này là cũng đặc thù là những cây bonsai mini ở trên cái giá rất là mịn màng. Anh làm tương đối kỹ rồi. Mà nét bonsai ở đây chúng ta cảm nhận nó một cái nét nó rất nhanh cây. Đấy. Và đa dạng chủng loại, có lẽ cũng xếp vào cái vườn giống như vườn nhà Đỗ Sinh là Bách Thảo Viên mất rồi. Cháu chia sẻ với chú là cháu có cây hoàng ngọc anh, nó nhỏ thôi mà hoa nó cực kỳ lắm đấy, quanh năm nó hoa đấy. Cây số 118 rồi. Phía bên cạnh đấy là một cây túc dáng rất là khó. Được rồi. Túc mà ra cây đấy thì được đấy. Lối chơi của những người bonsai phố cổ ở Hà Nội đây. Đây cháu giới thiệu một cái bộ bonsai độc đáo của vườn của cháu ấy, mà cháu mất rất nhiều năm để cháu sưu tập. Xin chia sẻ với các bạn đam mê bonsai là cái bộ cây này gọi là bộ cây ngũ quý, thì bao gồm nó có một cây đa này, một cây đa núi, đa bút đỏ, nó rất nhiều quả luôn nhá, quả xỉu chịt luôn. Và bên cạnh đấy một cây lộc vừng đa lộc sung túc sang.
Tức là có ý là đa lộc sung túc giàu sang phú quý. Chơi ý nghĩa những cái bộ này là cháu chọn cái túc này rất là nhiều quả này. Đấy chú nhìn các cái mắt quả này. Đến mùa của nó cháu cắt lá phát thì quả nó ra. Đúng rồi. Đúng lúc luôn. Cái bộ này tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn, đây là mang tính chất là sơ bộ thôi nhé. Chia sẻ về cái đặc điểm bonsai để tí sau. Đấy. Anh có cái bộ chơi gọi là ngũ quý. Đa lộc sung túc sang. Rồi, nhất trí. Đấy, còn góc bên này nữa. Đấy, hình ảnh mà chúng ta đi lướt qua tất cả đã, sau đó chúng ta sẽ dừng ống kính một điểm để tỉ mỉ hơn. Cây gạo này dáng rất hay, nó trên trọng rất lâu năm rồi. Rồi. Cái này cháu cũng mất nhiều năm rồi, cháu mới chinh phục. Thì đợt rồi cháu có ghép, cháu ghép hoa rồi. Nó ăn nó nhận rồi là được. Nó nhận được là xong. Cũng phải 2 năm sau mới có hoa đấy. Cháu ghép một tuần. Ừ, kể cả nhận cũng phải 2 năm sau. Vì nhà tôi có cây hôm qua hôm kia tôi quay lên cho anh em xem là nó nở hoa đấy. Đúng 2 năm đấy, từ lúc ghép đến vừa rồi nó nở cho tôi 3 bông hoa. Đúng là 1 năm sau. Cây lá vối này. Thôi được rồi, bây giờ mình lướt qua thế này là đủ anh em cảm nhận rồi. Di chuyển đến cái chỗ nào mà có thể chia sẻ từng cây một đi. Anh có báo giá không? Ừ. Những cây nào mà cháu chưa báo giá thì anh em mà thích mà nhã ý thì sẽ điện thoại trực tiếp cháu. Nhất trí. Rồi. Đi. Anh cho lên cái mâm xoay. Đặt chỗ nào? Vị trí giữa vườn đi. Thắng anh lấy cái ghế nhựa đây. Lấy ghế nhựa. Vâng, với dăm 7 phút chúng ta đã được quan sát cái khung cảnh chung của một khu vườn rất là phong phú đa dạng. Và bây giờ chúng ta cùng với anh Ngô Quyết Thắng sẽ có những cái chia sẻ trực tiếp từng tác phẩm một. Đây là tác phẩm đầu tiên là anh xin chia sẻ với các bạn đây một cái tác phẩm si vừa, chất liệu si Đài Loan, nó ôm lôm đá. Và một cây là nó không phải là ôm đá nó rất là chuệt rồi. Mà mình tạo tác toàn bộ nó cắt giặt hết. Làm nó bắt đầu nó dày rồi. Cây này sẽ phù hợp với các bạn mà mới đam mê bonsai, các bạn chỉ thay một cái chậu rất nhỏ thôi, cái khay rất nhỏ. Rồi. Các bạn chơi rất đẹp với không gian bàn trẻ của mình. Cây này nó chỉ có giá là 1.800.000. Và 1.800.000. Cái giá này giá anh có bao ship không đấy? Vâng, giá này cháu sẽ bao ship. Tức là thống nhất là tôi làm chương trình vườn anh Ngô Quyết Thắng thì sẽ báo giá bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Đấy, để không phải hỏi lần nữa đâu. 1.800.000. Và tiếp theo những cây. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Bạn sẽ đến với cây hoa dơi chín Huế. Cây dơi chín Huế. Cây dơi chín Huế rằm rất là kỹ, rất là lâu năm. Rất là đẹp. Rằm rất là kỹ. Đây là cái mặt này sẽ là cái mặt chính của nó này. Cái này sẽ là mặt chính của nó. Các bạn nhìn kỹ hơn. Và đó là mặt chính đây. Cái này là sẽ có giá là 3.200.000, tức là 3.200.000. Và giá 3.200.000 nhé các bác nhé. Toàn bộ cây là có 3 ship rồi. Rồi, ok. Chuyển nhé. Xin chia sẻ với các bạn đây là một tác phẩm si tai chuột, mình lấy ngẫu hứng để làm tiểu cảnh để phục vụ cho các bạn mà yêu thích trà đạo, bởi trên không gian uống trà rất hay. Nó có một cây thủy sinh này, nó có hoa rất hay, kết hợp với một cái cây si tai chuột dáng rất là điệu, nó chui ra từ cái bình trà. Vâng. Rất hay, là mình xin phép một trên này để một cái khay nước luôn. Một khay nước luôn. Còn cái này thì thích hợp cho các bạn mà đi đâu xa để 3-4 ngày cứ bơm đầy nước là được, không giờ sợ cây nó héo. Hút nước lên cây này thì cũng rất lâu năm rồi. Ồ, chín rồi. Đấy, những cây bonsai như này thì tương đối là hoàn thiện rồi. Không cần phải làm gì nữa rồi. Các bạn về các bạn chỉ được chơi và chăm thôi. Mà những cái dòng này thì nó rất là dễ. Cây nó rất là dễ. Chăm nó cũng rất là dễ.
Đấy, và mình xin báo giá cái cây này là 1.600k, là 1.600.000. Vâng, báo giá là 1.600.000. 1.600.000. Đây là cái mặt chính của nó. Nói chung là cái này thì chơi rất nhiều mặt. Rồi, ok nhá. Và xin giới thiệu với các bạn đây một tác phẩm xin tay chuẩn nữa. Dáng rất là ngộ. Dáng này để các bạn liên tưởng đến rất nhiều thứ. Rất là nhỏ, rất là nhỏ nhé các bạn nhé. Rất là nhỏ. Bê trên lòng bàn tay. Rất là xinh. Các bạn cái này mà các bạn thích hợp nhất là các bạn rất là ngày chủ nhật này đi uống cà phê với bạn bè. Đem cái này đi thì cà phê bonsai. Cà phê thì cứ gọi là hàng cấp nách. Đặt trong cốp xe đi được. Mà cây này rất là rẻ. Rồi. Cái này có 2.200.000. Giá 2.200.000. Cái này làm rất lâu rồi chú ạ. Ừ. Rất lâu lắm. 2.200.000. Rồi. Còn dưới này. Vâng, và bây giờ chúng ta lại tiếp đến một cây dưới này. Vâng, để hòa theo cái phong trào đam mê dưới bonsai bây giờ ấy, thì mình xin giới thiệu các bạn một tác phẩm dưới làm rất lâu năm kỳ công. Cây này thì rất đặc biệt là nó có hoa và quả. Rằm thì con này mũi bay không lọt rồi. Đấy là một cây dưới rất là quý. Rất là quý, mình chỉ chia sẻ với các bạn. Các bạn nhìn bộ rằm rất là kỹ, hoa, xong lại sẽ ra quả. Con này thì bán được gì? Bán thì không mua được đâu. Cái này thì nó chơi được cả tứ mặt, bốn mặt. Và rất là hay, mà cái bộ răm này rất công phu, rất lâu năm rồi. Dáng rất là sang, phù hợp với không gian là trà đạo. Cái này chính vì cái độ đẹp mà cái thứ thì cái giá nó cũng hơi cao một chút. Giá của nó là 12 triệu. Vâng, cây dưới giá 12 triệu. Cái này thì răm của nó thì mũi bay không lọt. Cái này là để mà nhặt được cái bộ răm này là mất đúng một buổi sáng ấy chú. Được rồi, ok. Buổi sáng. Lượng răm dày. Cây này đặt trong khay nước dễ rồi, dưới rồi, nó ra rồi. Đẹp. Và tiếp đến là cây trà Phúc Kiến này. Đây, xin chia sẻ với các bạn cây trà Phúc Kiến. Cây này thì quả quanh năm nhé. Quả lúc nào cũng có, không bao giờ hết quả. Đấy, một cây trà Phúc Kiến trồng rất là bóng tán, dáng tự nhiên rất là đẹp. Xin chia sẻ với các bạn cái trà Phúc Kiến. Cái này thì sẽ phù hợp với các bạn mà mới nhập môn. Cây nó cũng là cây hoàn thiện rồi. Nhưng mà cái này giá nó chỉ có 950k thôi. Và 950k để cho các bạn chơi và tìm hiểu dần về cây cảnh. Đúng không? Cây rất hay, quả quanh năm. Cây này rất là dễ chăm. Dễ chăm môi trường nhiều nước cũng được, ít nước cũng được, nắng được, rét được. Nó chịu rất là dễ. Rồi, trà Phúc Kiến giá 900.000. 950.000. Ok nha. Vâng, kế tiếp chúng ta chuyển đến một cây rành rành này. Vâng, xin chia sẻ bạn, đây là cây rành rành. Cái này dáng kiểu dáng chữ tâm ấy. Cây làm rất là lâu năm. Cây rành rành của để rành. Xin giới thiệu các bạn một tác phẩm rành rành. Cái này thì nó phù hợp với cả những bạn nào ít có điều kiện chăm sóc. Các bạn chỉ cần thả nước ở dưới thôi, làm một cái khay nước để thả nước đúng bên đây. Yeah. Các bạn để một tuần nữa, các bạn đi làm nó hết nước, đi công tác không bao giờ sợ. Đấy, để thử xem. Một cái rành rành dáng chữ tầm rất là đẹp, chữ này. Nó chuẩn bị hoa rồi, chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Cái này rất sai hoa và quả. Rành rành rất là hay, chơi hoa thì trong vòng có khoảng 15 ngày thôi, nhưng mà chơi quả được một năm đấy. Một năm ta chơi quả. Sao nó cứ chín vàng xong quay sang chín màu đỏ luôn. Cái này mà nấu sôi kho quá. Nấu sôi kho cá. Nhất trí. Thuốc. Cái này bao tiền anh? Cái này có giá 1 triệu rưỡi. Giá 1.500.000. Rất là rẻ. Chân bể rất là đẹp. Con này cháu biết là cái dáng của nó giống chữ tâm. Rồi cháu chuyển nhé. Giới thiệu các bạn thêm một cây Hải Châu. Đây này, dép thẳng lên đây này. Cây Hải Châu hoàn thiện rồi. Rồi, cái này rất sai hoa quả. Cho nó quay đi. Cây Hải Châu. Các bạn chờ những cái form bonsai mini để cho cái không gian nhà phố rất là hợp.
kiểu để chăm sóc này, tạo tác rồi là thỉnh thoảng mang đi chơi nó rất là dễ. Các bạn chỉ dành chút thời gian thôi, ngày chủ nhật này các bạn đã lột cỏ rồi này, cắt tỉa răm rồi. Cây hải châu này giá bao nhiêu anh? Cây hải châu này có giá là 2,6 triệu. Vâng. 2,6 triệu. Và số điện thoại của anh Ngô Quyết Thắng là 0911 638686. Các bạn đây là tác phẩm Sam Hương. Và chúng ta đang ngắm cây Sam Hương rất là quái này. Nhìn rất khéo. Cây này thì là cây tầm nhỏ. Anh lấy một tay nhấc lên này, anh cầm vào miệng chậu. Rất là nhỏ xinh. Cái này phù hợp cho các bạn chơi trong đúng kiểu bàn trà cà phê, chơi văn phòng công sở được chú. Cái này để trong nhà được chú nhé. Tại vì cháu để thử rồi, để tầm 3-4 tháng dưới ánh đèn để trong điều hòa được. Đấy. Chơi được. Rất là hay. Cây Sam Hương. Sam Hương này nó chỉ sợ sương muối thôi. Sương muối mà các bạn có lưới che thì không vấn đề gì. Được rồi. Anh lại quay sang bên kia kìa. Cứ dùng tay quay thôi. Tôi muốn anh cao thế để cây. Nó in vào cái bìa trang phố đằng sau nó nổi cây. Cái này là cháu đang muốn làm thêm một con tử đây. Nó nhỏ nhỏ xinh nó xinh. Lên mầm ngay mà. Đấy, cắt ra cháu mới cắt được mấy hôm này rồi, nó ra mầm. Rồi. Rất là khỏe. Cây này có giá là 1,200k, 1,2 triệu. Được đấy. Cây 1,2 triệu này quá là xứng đáng luôn. Nhìn nó khôn cây mà nó nhanh nhẹn, nó có những cái nét mà chơi không bao giờ biết chán. Rồi. Xong nhá. Và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn số 1 khi tôi đến với Bonsai Phố ở Phủ Lý Hà Nam. Kế tiếp chúng ta sẽ còn nhiều cuốn nữa để giới thiệu từng tác phẩm một. Anh em sẽ dần dần tiếp cận được hết. Một cái nét chơi bonsai sân thượng rất là độc đáo như thế này. Phải nói đến hàng trăm cây chứ không phải là ít đâu. Đấy.